kiếm hiệp đặc sắc Công Phu Bút xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Thiên Hạc Tử cúi đầu nói: Sa tiên sinh nói không sai, những môn thượng thiên biểu của Tệ Quán bị ăn trộm mất, Triều Thiên Hốt và người ăn trộm cũng để lại một lá thư không ghi chủ nhân, mời đạo huynh tới Bích Hà Cung nhận lại. Chính là như thế. Nhạc Tiểu Long càng nghe càng lấy làm kỳ. Thiếu Lâm Võ Đan trên giang hồ là hai danh môn đại phái, người nào điềm nhiên đánh cắp bảo vật của họ rồi dám lưu lại thư thiếp mời họ tới đây nhận lại. Cành cây nơi chàng ẩn thân cách nơi họ nói chuyện hơn 3 trượng, một ở trong điện, một ở ngoài điện. Thanh âm họ nói càng lúc càng nhỏ, tự nhiên phải tận lực mới nghe được. Nhạc Tiểu Long cố dương dài cổ ra cố lắng tai nghe, không ngờ thân người của chàng đã tuột hẳn xuống phía tả. Vừa nghiêng xuống, chùng liền nghe trong đám lá cây rậm rạp thoảng tới một mùi hương nhạt nhạt. Chàng hơi giật mình, đột nhiên có tiếng người nói rất nhỏ: Người dám đến đây quấy nhiễu. Nhạc Tiểu Long giật mình thất kinh. Người này đang ở sát bên chàng, thì ra trên cây đã có sẵn người ẩn nấp. Tiếng nói tuy rất nhỏ, nhưng những người ở trong nội điện đều là cao thủ võ lâm, làm sao giấu được họ. Xà quỷ, xa ngao, lá đôi mắt bắn ra những tia đạo quang sáng ngời, rồi trầm giọng quát: Kẻ nào đó, sao chưa chịu xuống đây cho lão phu xem mặt? Nhạc Tiểu Long không biết mình nên xuống hay là không, chàng chỉ nghe tiếng nói thánh thoát: Xuống thì xuống chứ sao? Cành cây rung lên bần bật mấy cái, dục một tiếng, một bóng người nhỏ bé từ trên cành cây bay xuống trước điện. Đó là một thiếu niên khoảng chừng 15-16 tuổi, lem luốc mặt mày, đầu đội một chiếc khăn cũ như một đứa đồng tử. Quần áo đồng tử ấy tuy có vẻ lam lũ, nhưng gan dạ thật không nhỏ. Dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc của 6 đại cao thủ, y chẳng lộ chút gì là sợ hãi, ung dung bước lên đại điện. Trí Thông đại sư thấy đồng tử này thần thái ung dung, trong lòng hơi động, liền tự nghĩ: Đồng tử này tới quá đột ngột, nhưng nhìn khí độ siêu phàm lại có đủ mặt. Hoặc là có gì đó ẩn giấu đây. Nghĩ đến đó, bất giác nhìn sang Thiên Hạc Tử. Thiên Hạc Tử hình như cũng cùng chung ý nghĩ, ông ta liền gật đầu. Đồng tử đã đi một mạch đến gần Sa Ngao rồi dặn hỏi: Phải người gọi ta xuống không? Ác quỷ Sa Ngao nói: Ngươi là người nào? Đồng tử đáp: Ta không giống các ngươi, là những người nổi tiếng trên giang hồ. Ta là người nào, có nói ra ngươi cũng không biết. Ác quỷ Sa Ngao cáo kỉnh nói: Vừa rồi ngươi nói chuyện với ai vậy? Đồng tử quay đầu nhìn lên tàn cây nói: Với y. Thật là nguy, người bị y chỉ chính là Nhạc Tiểu Long. Ánh mắt của ác quỷ Sa Ngao lại lộ hung quang. Lão trầm giọng nói: Còn có người nào nữa? Nhạc Tiểu Long liền đáp: Là tại hạ. Chàng tung thân phi xuống trước bậc đại điện, vòng tay thi lễ. Đồng tử nhìn thái độ của chàng, hốt nhiên y nhăn mày cười, để lộ hàm răng trắng như ngọc. Ác quỷ Sa Ngao giận dữ: Thật là mấy cái túi cơm giá áo, tới hai người đột ngập vào đây mà chẳng thằng nào trông thấy cả. Tuy lão chửi là chửi mấy tên môn hạ của lão, nhưng cả 5 cao thủ có mặt đều đỏ mặt xấu hổ. Vì cây đại thọ nằm ngay giữa sân mà chẳng ai phát giác ra có người lạ. Âu Dương Bàn Thạch chăm chú nhìn Nhạc Tiểu Long, rồi quay sang Trí Thông đại sư nói: Đại sư, vừa rồi ở trước dân bộ kiều, kẻ báo tin dân trung tẩu đã đuổi theo người, phải chăng là kẻ này?
Trí Thông đại sư đáp: không sai, đúng là vị tiểu thí chủ này. Âu Dương Bàn Thạch dừng thân dậy rồi trên chiếc gậy nhìn thẳng vào Nhạc Tiểu Long rồi gật đầu nói: mời tiểu huynh đệ quá bộ lại gần đây, lão hữu có vài lời muốn hỏi. Nhạc Tiểu Long bước đến nghiêm cẩn: lão trưởng cần hỏi điều gì? Âu Dương Bàn Thạch hỏi: lúc hoàng hôn ở Dân Bộ Kiều, phải chăng người báo cho Trí Thông đại sư biết Dân Trung Tẩu tiền bối đã đuổi theo một người? Chàng gật đầu: chính là tại hạ báo cho đại sư. Làm sao tiểu huynh đệ biết được? Chàng đáp: tại hạ cùng đến Dân Bộ Kiều, tất nhiên biết chuyện Dân Trung Tẩu lão tiền bối đã đuổi theo người ta. Thiên Hạ Tử buộc miệng: tiểu thí chủ đã từng nhìn thấy Dân Trung Tẩu tiền bối đuổi theo ai? Nhạc Tiểu Long nghĩ bụng: nếu ta cứ nói thật, tức là phải nói ra lý do ta đến đây tìm Dân Trung Tẩu. Nhưng mẫu thân ta đã dặn đi dặn lại, không được nói dơi bất kỳ ai chuyện này. Thiên Hạ Tử thấy chàng trầm ngâm, càng thêm nghi ngờ. Hai ánh mắt của ông ta dán chặt vào chàng. Lão vuốt râu nói: sao tiểu thí chủ không nói? Nhạc Tiểu Long vốn mới muốn nói ra, nhưng bất giác bị hỏi dặn, chàng ẩn đỏ mặt. Tại hạ không biết Dân Trung Tẩu lão tiền bối đuổi theo ai nữa. Tại Vô Lượng quát lớn: thế sao tiểu thí chủ lại biết Dân Trung Tẩu đuổi theo người nên không có ở nhà? Chàng lên tiếng đáp: tại hạ từ lâu đã mộ danh Dân Trung Tẩu lão tiền bối. Hôm nay đi qua rừng này, rồi đến xin bái yết mong lão tiền bối cho được gặp. Tiếc rằng chỉ mới hỏi vài lời, đột nhiên Dân lão tiền bối quát to một tiếng chạy ra khỏi cửa. Khi tại hạ rút lui liền gặp đại sư ở đây, ở Dân Độ Kiều. Âu Dương Thạch Bàn lạnh lùng: lời tiểu huynh đệ vừa kể e rằng chưa hết sự thật chăng? Lời tại hạ vừa nói hoàn toàn là sự thật. Trí Thông đại sư chợt hỏi: tiểu thí chủ đã gặp đồ đệ Cái Bàn chưa? Khi tại hạ đến cầu liền gặp mấy người ở trên cầu. Họ tuy hỏi tại hạ lúc sáng sớm lên núi có nhìn thấy chuyện gì cổ quái hay chăng. Ác quỷ Sa Ngao lúc này hỏi: người thấy chuyện gì cổ quái? Âu Dương Bàn Thạch hỏi Trí Thông đại sư: đại sư nói đồ đệ Cái Bàn phải chăng là Thân Thu Tùng? Trí Thông đại sư gật đầu: chính là người ấy. Đồng tử Lam Lũ chăm chăm nhìn mọi người, dặn hỏi Nhạc Tiểu Long. Y đứng cạnh bên chàng hơi mỉm cười nhưng không thốt một lời. Nhạc Tiểu Long đáp: người ấy hỏi tại hạ đại khái cũng là chuyện các đệ tử của Sa Đại Tiên Sinh và Tạ Đạo Trưởng bị hại. Ác quỷ Sa Ngao trợn tròn hai mắt, con ngươi chuyển động. Không đợi cho Nhạc Tiểu Long nói dứt, lão đánh mạnh một chưởng rồi biến thế chộp lấy cổ tay của chàng, trầm giọng hỏi: tiểu tử, ngươi nhìn thấy đồ đệ của lão phu bị ai hại chết đây? Lão xuất kỳ bất ý và nhanh như chớp. Nhạc Tiểu Long không kịp đề phòng bị lão chộp đúng vào mạch môn. Chàng kinh hoàng vội tận lực dùng ra nhưng không thoát được. Ác quỷ Sa Ngao thấy chàng định thoát liền tăng thêm lực đạo. Y lạnh lùng quát: người hãy nói mau lên. Nhạc Tiểu Long bị đau ở cổ tay, bất giác chàng nổi giận cũng quát lớn: người phải buông tay ra trước ta mới nói. Ác quỷ Sa Ngao gằn giọng: lão phù bắt người nói mau. Nhạc Tiểu Long thử giận khí nhưng mạch môn đã bị bóp mạnh, không thể đưa khí lên. Chàng đỏ bừng nét mặt nhưng thần thái cố giữ bình thường. Chàng giận dữ nói: người muốn hỏi tại hạ phải bỏ tay ra trước. Trí Thông đại sư lên tiếng can thiệp: Sa Đại Tiên Sinh không nên áp chế vị tiểu thí chủ này, xin hãy để y nói đi. Ác quỷ Sa Ngao buông năm ngón tay ra rồi hậm hực nói: lão phu chưa hề thấy ai quật cường đến như vậy. Nhạc Tiểu Long bị lão bấm vào cổ tay hữu đào đến tận bả vai. Lúc này tuy lão đã buông tay ra rồi nhưng cánh tay chàng vẫn còn đau, bất giác chàng trả đũa: tại hạ cũng chưa thề thấy ai vô lý đến như thế. Tạ Vô Lượng lúc này lên tiếng hỏi: tiểu thí chủ nhìn thấy tiểu đồ của ta vào lúc nào? Chàng đáp lễ: sáng sớm tại hạ lên núi đi qua Đẩu Mụ Cát, chưa kịp đề phòng bỗng bị người ta xô mạnh vào vai.
hai bóng nhân ảnh vượt qua thân của Tại Hạ. Tại Hạ nhìn theo cước bộ của hai người ấy rất nhanh. Tại Hạ chỉ thấp thoáng sau lưng, tự như là họ mặc bộ quần áo màu đen, đều đeo sau lưng thanh cương thoa. Ác quỷ Sa Ngào kêu lên: "Đúng đó, đó là hai đồ đệ của lão phu." Chàng không lý gì đến lão, rồi lại cứ tiếp tục nói: "Đường họ chạy chính cũng là con đường Tại Hạ đang đi. Ai ngờ chạy không xa, đột nhiên Tại Hạ nghe vọng lại hai tiếng rú thảm khốc. Tại Hạ vội chạy theo tiếng rú, chỉ thấy trên mặt đất còn để lại hai thanh cương thoa, còn người thì không thấy đâu." Ác quỷ Sa Ngào trợn trừng hai mắt lên nói: "Người nói hai đồ đệ của lão phu bị sao? Người nghe tiếng rú chạy đến mất bao nhiêu thời gian?" "Trước sau chỉ mất chừng cạn nửa chén trà thôi. Tại Hạ cũng lấy làm kỳ quái, vì lúc ấy đằng sau có một đạo sĩ cũng cầm trường kiếm đi đến." Tạ Vô Lượng nói: "Đó là tiểu đồ La Quán Thành của ta." Chàng nói tiếp: "Khi đạo nhân ấy đến gần chỗ hai thanh cương thoa, đột nhiên lại hét to lên một tiếng thê thảm rồi ngã xuống đất." Tạ Vô Lượng chấn động thất thành: "Tiểu đồ đã bị người ta ám toán." Nhạc Tiểu Long nói: "Tại Hạ đang định bỏ đi, nhưng lại thấy việc kỳ lạ. Thoáng chốc y phục và thi thể của đạo nhân dần dần bị tan ra trong phỏng chốc, chỉ còn lại thanh trường kiếm thôi." Tại Vô Lượng cả kinh nói: "Cái đó là độc dược ám khí gì mà lợi hại quá vậy?" Ác quỷ Sa Ngao hầm hừ: "Lão đạo trưởng, tên tiểu tử này chỉ nói bậy nói bạ thôi." Chàng đáp: "Chính mắt Tại Hạ nhìn thấy, Tại Hạ dám lấy tính mạng của mình ra bảo đảm đó là sự thật." Ác quỷ Sa Ngao quát lên: "Tính mạng của ngươi trị giá được mấy đồng tiền hả?" Dường như đồng tử Lam Lũ nổi tính hiếu kỳ, y dương to đôi mắt mở rộng nhìn Nhạc Tiểu Long rồi hạ giọng hỏi: "Ngươi không nhìn thấy ai ám toán họ chứ?" Nhạc Tiểu Long đáp: "Không có ai ám toán, đó là do một con vật vùi thân trong cát, gọi con vật đó là xạ công, phun nọc độc giết người đó." Thiên Hạc Tử rung động cặp chân mày: "Con vật ấy tuy sinh sản ở đất Giang Nam, nhưng đã tuyệt chủng từ lâu, tại sao lại xuất hiện ở núi Thái Sơn này?" A Vô Lượng hỏi: "Tiểu thí chủ cũng phải đi qua con đường đó, tại sao lại không bị hại? Khi ấy Tại Hạ được một người cứu." Ác quỷ Sa Ngưu: "Người nào? Người nói mau." Tạ Vô Lượng nói: "Không nói có lẽ người đó chính là người đã độc hại đồ đệ của ta đó." Nhạc Tiểu Long đáp: "Đó là một vị lão bà tử, người đó gọi là Thất Thái Bà." Bà tiếng Thất Thái Bà vừa thốt ra, cả bọn cùng nhau phải giật nảy người thất sắc. Ác quỷ Sa Ngao không đợi chàng nói xong, lão quát lớn: "Tiểu tử người gớm thật, kẻ nào xúi người đến trước mặt lão phù nói láo nói liếu như thế hả?" Chàng thản nhiên: "Lời nào của Tại Hạ cũng là lời thật, người không tin thì thôi, sao lại bảo ta nói láo?" Ác quỷ Sa Ngao hạ giọng: "Lão phù rất tin." Đột nhiên ngũ chỉ của lão dương ra chộp lấy chàng. Chàng đã sớm thấy lão lộ vẻ gian xảo nên ngấm ngầm phòng bị. Thân ảnh của chàng nhẹ nhàng tránh xa, giọt ra ngoài 4-5 thước. Chàng thoát khỏi chiêu cầm nã của lão, liền quát to: "Ngươi định làm gì?" Ác quỷ Sa Ngao hơi giật mình, lão đứng bật dậy nham hiểm nói: "Ta chưa nhận ra thần pháp linh diệu của ngươi ha." Miệng vừa nói, tay trái của lão đã động dương trảo tới, nên biết cước bộ tránh đòn của Nhạc Tiểu Long vừa rồi là do học được ở trong rừng đá. Trong lúc vô ý vội vàng, chàng tình cờ thi triển, tất cả các cao nhân có mặt đều biết chàng không phải là thiếu niên tầm thường. Nhưng chiêu số thất bộ cầm nã thủ của ác quỷ Sa Ngao là chiêu thức cực kỳ lợi hại, danh trấn võ lâm, được xưng tụng là quỷ trảo, mà vẫn không chụp trúng được chàng, bất giác toàn bộ đều tỏ vẻ kinh ngạc. Tại Vô Lượng chồm tới: "Sa huynh, hãy khoan xuất thủ, bần đạo còn muốn hỏi tiểu thí chủ này ít câu." Ác quỷ Sa Ngao cười khục khặc ở trong cổ họng:
lão phu nào sợ y chạy lên đằng trời, người cứ việc hỏi đi. Nói xong lão dán áo ngồi lại xuống ghế. Tạ Vô Lượng nhìn Nhạc Tiểu Long rồi ôn hòa hỏi: Tiểu thí chủ có nói con xạ công ấy đã bị Thất Thái Bà bắt đi, lời ấy có đúng thật không? Nhạc Tiểu Long nói: Lời của tại hạ hoàn toàn là sự thật. Tạ Vô Lượng lại hỏi: Do đâu tiểu thí chủ biết bà ta tên là Thất Thái Bà? Lão bà ấy tự xưng như vậy. Bà ta hình dạng ra sao, tiểu thí chủ còn nhớ chứ? Nhạc Tiểu Long bị tra vấn mãi, đã muốn nổi giận. Nhưng chàng biết, có mặt ở đây toàn là cao thủ nổi tiếng của võ lâm. Chàng đành miễn cưỡng nén giận, ung dung đối đáp. Bây giờ nghe Tạ Vô Lượng hỏi về hình dạng của lão bà, rõ ràng họ không tin chàng. Chàng vẫn đáp rằng: Tại hạ vừa gặp lão bà ấy, tự nhiên vẫn còn nhớ. Liền đó chàng kể cẩn thận từng chi tiết và hình dạng của lão bà cho họ nghe. Tạ Vô Lượng nghe xong sắc mặt tái xanh, lão đưa mắt nhìn khắp mọi người. Thật là kỳ quái. Ác quỷ Sa Ngao chen lời vào nói: Có gì đâu mà kỳ quái. Tên tiểu tử này không hề gặp Thất Thái Bà. Đương nhiên là y bị ai đó xúi khiến nói lại cho y nghe đó thôi. Nhạc Tiểu Long thấy bọn họ không ai tin chàng, đã gặp Thất Thái Bà ở trong lòng lấy làm lạ. Tên Thất Thái Bà này có lẽ là nhân vật đại danh đệ nhất, nên bọn họ vừa nghe đến thì đã nghi ngờ chấn động. Chàng cao giọng phản đối: Rõ ràng tại hạ đã gặp Thất Thái Bà, chẳng lẽ nói dối để làm chi? Ác quỷ Sa Ngao cười nham hiểm, hạ thấp giọng nói: Tiểu tử, người biết Thất Thái Bà là ai không? Cái đó tại hạ không biết. Ác quỷ Sa Ngao nói: Nói cho người biết, tiểu tử, năm xưa Thất Thái Bà là lão tổ của ma giáo. 30 năm trước bà ta đã chết rồi. 30 năm trước bà ta đã chết. Câu ấy khiến cho Nhạc Tiểu Long lạnh rung. Chàng đã gặp quỷ ma gì chăng? Không có thể, quyết không có chuyện ấy. Giữa thanh thiên bạch nhật làm sao có chuyện ma quỷ? Lão bà kia khi bắt con xạ công, con nói sẽ mang về cho cháu gái chơi. Rõ ràng là người chứ đâu phải là ma. Ác quỷ Sa Ngao nhìn Nhạc Tiểu Long đứng ngẩn ngơ, rồi lão cười ha hả nói: Tiểu tử, lão phu bôn tẩu mòn gót giang hồ, lẽ nào lại bị một tên hôi sữa như ngươi lừa bịp? Ngươi hãy nói màu đi, ai là người xúi dục ngươi tới đây bịa chuyện lừa đảo chúng ta đây? Tuy lão cười lớn nhưng thanh âm vẫn thấp so với thân thể cao lớn của lão, thật không cân xứng chút nào. Tạ Vô Lượng tiếp lời: Huynh nói đúng lắm. Người ấy bịa ra chuyện Thất Thái Bà xuất hiện ở Thái Sơn, có lẽ là muốn di chuyển mục tiêu của chúng ta đó. Ác quỷ Sa Ngao đắc ý: Lão phu ngờ rằng tiểu tử này có quan hệ với những bức thư không biết người gửi đó nghe. Lời lão vừa nói khiến cho tất cả thấy Nhạc Tiểu Long quả nhiên rất đáng nghi. Tuy không ai phụ họa với lão, nhưng tất cả ánh mắt đều nghi ngờ nhìn vào mặt chàng. Chàng vốn vừa bước chân vào giang hồ, bất giác thẹn đỏ mặt, phải phân vân nói: Ngươi là nhân vật đã thành danh lâu trên giang hồ, sao lại võ đoán đến như vậy? Ác quỷ Sa Ngao lạnh lẽo: Lão phu đã thành danh lâu năm, chuyện xảy ra trên giang hồ cũng đã thấy qua rất nhiều, đâu có lầm được. Đột nhiên có tiếng cười bật ra như cố nín dậy không được. Ác quỷ Sa Ngao trợn tròn hai mắt nhìn đồng tử ăn mặc lam lũ: Ngươi cười cái gì? Đồng tử hơi chu miệng: Tự nhiên ta thấy ngươi buồn cười quá. Ác quỷ Sa Ngao cáu giận: Tiểu tử láo thật, ngươi dám cười lão phu, bộ ngươi cho rằng ta chưa bôn tẩu giang hồ lâu năm sao? Đồng tử thản nhiên: Có gì mà không dám. Sa đại tiên sinh, ngươi thành danh đã lâu, bao nhiêu chuyện giang hồ cứ theo ta biết, ngươi thấy rộng biết nhiều. Ác quỷ Sa Ngao đưa tay vuốt râu khẽ gật đầu à một tiếng, trong lúc đồng tử nói tiếp: Tiếc thay hôm nay đều nói sai cả. Ngươi vừa nói hai môn hạ của ngươi bị đệ tử Lao Sơn giết chết, bây giờ lại nói y có quan hệ với những bức thư. Giọng nói ngữ điệu của y rất lanh lợi, khiến không ai cãi vào đâu được. Ác quỷ Sa Ngao
trầm sắc rồi quát to: "Lời của lão phu nói có gì là sai?" Đồng tử Lam Lũ hừ một tiếng và nói: "Đương nhiên là sai rồi. Rõ ràng y chẳng có liên quan gì đến những bức thư kia cả. Người vu khống cho người ta, vì chính ta là người phụng lệnh gửi những bức thư ấy cho các người đó. Sao người không hỏi ta đây?" Lời ấy vừa nói xong, toàn bộ đều ngây mặt, cùng lúc chuyển ánh mắt về hướng đồng tử. Ác quỷ Sa Ngao trợn trừng hai mắt gào lên: "Tốt lắm, người phụng lệnh đem thư lại đây. Thư ở đâu rồi?" Đồng tử mỉm cười thản nhiên nói: "Người gấp làm chi, ta mang theo chỉ có thư miệng thôi." Ác quỷ Sa Ngao hỏi vội: Người viết bức thư vô danh kia thực sự là ai?" Đồng tử đáp: "Đương nhiên là sư phụ của ta." Trí Thông đại sư chắp tay: "Tôn sư tiểu thí chủ tên là gì?" "Con không được gọi tên cha, trò không được vô phép nói tên thầy. Sư phụ ta là ai, các ngươi biết hay không biết, chẳng có gì quan trọng." Nói tới đó đột nhiên y im lặng, không nói câu nào nữa. Tạ Vô Lượng cất tiếng: "Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều là do tôn sư viết thư mời đến. Thế thì đương nhiên tôn sư phải đến Bích Hà Cung chứ." Tất cả đều nhận ra lời của Tạ Vô Lượng rất có lý. Chính đại môn phái đã có mặt ở đây. Hết năm phái rồi, đối phương quyết không thể nói sai lời. Lại đây là một mình đồng tử, có lẽ sư phụ của đồng tử ẩn thân ở đâu gần đây. Chúng nhân tuy không động sắc, nhưng ai nấy ngấm ngầm tự lưu ý đến động tĩnh ở ngoài cửa điện. Đồng tử lạnh lùng nói: "Sư phụ ta thân phận cao quý, đâu thèm tự đến Bích Hà Cung." Hàm ý của y hiển nhiên là ca tụng thân phận cực cao quý của sư phụ y. Âu Dương Bàn Thạch là tay lão luyện giang hồ. Lão điềm nhiên quan sát tình hình, phát giác ra đồng tử kia tuy mặt mày lem luốc, y phục lam lũ, nhưng vẫn không che giấu hết được nét đẹp trên gương mặt, và nhất là giọng nói rất nhu hòa uyển chuyển. Lão tự nghĩ thầm: "Đa phần chắc đây là nữ tử cải trang." Vừa nghĩ tới đó, lão cất tiếng cười lớn: "Tiểu huynh đệ đã dám tới đây trước mặt bọn lão hữu, việc gì phải mặc quần áo không phải của mình chứ? Chẳng lẽ cả bọn lão hữu đây không đáng được nhìn thấy chân tướng của tiểu huynh đệ ư?" Đồng tử lạnh giọng nói: "Ta chỉ đùa một chút cho vui thế thôi, ai thèm giả trang làm chi." Vừa dứt lời, đưa tay lên lột bỏ khăn đội, đồng thời cởi luôn bộ quần áo lam lũ bên ngoài, cởi luôn dây thắt ngang eo, chùi sạch hết các vết lem ở trên mặt, tung mái tóc dài trên đầu ra. Động tác hết sức là mau lẹ, như đã quen luyện tập, trong nháy mắt đã biến thành một nữ tiểu thư ăn mặc tà áo màu vàng, xõa tóc ngang vai, đẹp diễm lệ như trang bích nữ. Nhạc Tiểu Long giật mình than thầm: "Ồ, thế ra nàng là nữ tử. Thảo nào khi ở trên cành cây ta đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng." Thiếu nữ áo vàng đưa tay vuốt tóc, hốt nhiên nàng quay đầu lại nở một nụ cười duyên dáng với Nhạc Tiểu Long. Ác quỷ Sa Ngưu liền cười lạnh: "Thì ra là một nha đầu áo vàng, dù ngươi có biến thành con quỷ hung ác cũng chẳng dọa được ta đâu." Mặt của thiếu nữ lạnh băng, nàng nói: "Thế ngươi đã là ác quỷ, ngươi dọa được ai?" Mắt của ác quỷ Sa Ngao đổ hung quang, tay phải của lão run run khẽ động, sắp sửa xuất thủ thì Thiên Hạc Tử can thiệp: "Nữ thí chủ đã dâng lệnh tôn sư mang thư miệng tới đây, xin mời nữ thí chủ nói ra." Ánh mắt như nước hồ thu của nàng quét qua một lượt, chúng nhân từ từ mấp máy đôi môi. "Thật ra cũng chẳng có thư miệng gì, chư vị cứ đi theo ta là được." Thiên Hạc Tử hỏi: "Nữ thí chủ dẫn bọn bần đạo đi đâu mới được chứ?" Nàng đáp gọn lõn: "Noãn Cát." Ác quỷ Sa Ngao hỏi: "Đến Noãn Cát để làm gì?" "Ta phụng mệnh sư phụ dẫn các vị đến Noãn Cát. Nếu người không dám đi, người cứ ở lại đây cũng được." Ác quỷ Sa Ngao cười lớn: "Dưới gầm trời này có nơi nào mà lão phu không dám đến?" Thiên Hạc Tử nghĩ thầm: "Chẳng lẽ sư phụ của nàng ta
ẩn thân trong noãn cát. Thi hành ngụy kế gì, cố ý sai nàng đến đây để dẫn dụ chúng ta đến đó. Lão cho rằng bên cạnh lão tuy chỉ có 6 người, nhưng đều là những nhân vật thành danh lâu năm. Dù đối phương có mai phục chăng nữa cũng chẳng làm gì được. Tâm niệm đã định, lão bèn nghiêng mình nói: Tôn sư đã muốn như thế, xin mời nữ thí chủ đi trước. Thiếu nữ áo vàng quay đầu nhìn Nhạc Tiểu Long, nàng nhỏ giọng rất trầm ấm: Chuyện ở nơi đây không quan hệ gì đến ngươi, ngươi không cần đi theo. Nhạc Tiểu Long thấy nàng không muốn cho chàng đi theo liền nghĩ: Nơi này quả không phải việc của ta. Lúc nãy Tạ quân chủ và ác quỷ Sa Ngao đều đã đuổi môn hạ ra ngoài, đủ biết họ không muốn có mặt người ngoài. Nghĩ dứt, chàng bèn cung tay cáo biệt. Ác quỷ Sa Ngao hừ một tiếng: Người không được đi khỏi. Quỷ trảo dương mạnh tới chợp nhón xuống vai của chàng. Lúc này lão đánh cầm nã thủ từng bị chàng tránh khỏi, nên không dám khinh thường thế chiêu trảo lần này. Thi triển vừa kỳ lạ lại vừa mau lẹ, trong đó còn ngầm chứa sự biến hóa, dù cho một bậc đại danh cao thủ cũng khó mà có thể tránh né được. Ai ngờ trảo của lão vừa chớp nhoáng đến gần chàng, Nhạc Tiểu Long hốt nhiên bước ngang qua một bước, ung dung tránh khỏi. Giữa lúc ác quỷ Sa Ngao xuất thủ, thiếu nữ áo vàng quát lên một tiếng nhỏ, tai ngọc của nàng giơ lên, hai ngón vươn ra điểm vào mạch môn tai phải của lão. Nàng xuất thủ mau lẹ một cách kỳ lạ, chớp mắt đã tới mục tiêu, hai ngón chỉ phong đâm thẳng tới mạch môn của đối phương. Võ công như ác quỷ Sa Ngao mà nhìn thấy thủ pháp của nàng cũng phải sợ đến tái mặt. Tay phải của lão thu mạnh về, thân hình của lão bỗng đảo qua nửa bước, lão giận dữ quát to: Tôi chưởng của lão phu đây! Chân trái của lão tạt ngang qua, thu hồi hữu chưởng, xoay ngang tấn công hoàng y thiếu nữ. Chưởng này phát ra mang theo đầy sự giận dữ, cùng lực cương mãnh rít lên những luồng kinh phong. Nguyên thiếu nữ nhìn thấy ác quỷ Sa Ngao xoay chưởng lại tấn công nàng, nàng cười nhạt một tiếng, thân hình không chậm lại, tả thủ lướt tới nhẹ nhàng đẩy chưởng của ác quỷ Sa Ngao qua một bên, rồi hữu thủ dương chỉ chớp nhoáng điểm vào sườn của lão. Trên giang hồ hiện nay, ác quỷ Sa Ngao là một trong số những cao thủ có 102. Lão có nằm mộng cũng không ngờ thể một nữ nha đầu trẻ trung đến như thế lại có võ công vô cùng tinh thuần và xảo diệu đến giường ấy. Lão chỉ có cảm giác chưởng thế của mình hình như bị hấp lực đẩy qua một bên. Chưa kịp xoay lại, chỉ ảnh của thiếu nữ đã chớp nhoáng điểm tới. Lão hoảng loạn, thân hình cuộn lại tả chưởng vội vàng đánh ra. Đòn ấy thiếu nữ đánh hụt, lập tức theo thế tấn công xuất luôn chưởng và chỉ. Trong chớp mắt đã tấn công 5 chỉ. Năm thế chỉ này cực kỳ mau lẹ, kỳ ảo, hợp thành khí tấn công vào các đại huyệt yếu hại trên người của ác quỷ Sa Ngao. Ác quỷ Sa Ngao nổi tiếng võ công thâm hậu, thế mà hiển nhiên bị thiếu nữ áo vàng tấn công bức bách đến tay rối chân loạn, phải lùi liên tiếp 3 bước. Thể diện của lão là một cao thủ của chính đại môn phái, nếu có thắng một cô gái nhỏ cũng chẳng lấy gì làm vinh dự. Thế mà mới xuất thủ mấy chiêu đã bị nàng bức bách lùi lại sau liên tiếp, sau này còn mặt mũi nào nhìn giang hồ đồng đạo đây? Trong lúc quá bi phẫn, mái tóc đỏ hoe của lão dựng đứng lên. Lão hét to một tiếng, cước bộ bước thẳng tới, huy động chưởng lực đập xuống đầu của đối phương. Hai người giao đấu trao đổi, chỉ và chưởng chớp mắt đã hơn 10 chiêu. Tình hình ấy khiến cho tất cả chúng nhân đều động dung. Căn cứ vào thanh danh của ác quỷ Sa Ngao, trên giang hồ ai giao đấu được với lão 5-7 chiêu đã đáng gọi là một cao thủ võ lâm rồi. Tà áo của thiếu nữ hoàng y phất phới bay, nghiễm nhiên là thân pháp ảo dị tránh chiêu của ác quỷ Sa Ngao, vốn đang ngấm ngầm kinh dị, bây giờ lại thấy võ công siêu tuyệt của hoàng y thiếu nữ càng thêm kinh hãi. Xem ra một nam một nữ này không hiểu lai lịch ra sao mà võ công thân pháp lạ lùng đến như thế. Bây giờ hai người đứng trong nội điện đã đánh hơn 30 chiêu.
Mặt mũi của ác quỷ Sa Ngao bừng bừng sát khí, thần sắc nanh ác, mỗi chưởng thế xuất ra đều như là sóng lớn ập tới kinh người. Chỉ cần bị chưởng phong của lão quét qua không chết, ác cũng bị trọng thương. Thần pháp của thiếu nữ áo vàng cực nhẹ nhàng, tư thái lại linh diệu mềm mại như phiêu hốt theo gió. Chưởng phong cương mãnh của ác quỷ Sa Ngao không tài nào chạm được tới vạt áo của nàng. Chưởng và chỉ của nàng càng xuất càng ảo dị độc hiểm, mau như chớp xẹt, thừa cơ đột nhập vào chưởng phong của đối phương, bức bách ác quỷ Sa Ngao phải liên tục luống cuốn toàn thân tránh né. Ác quỷ Sa Ngao thực không thể tin một thiếu nữ mười mấy tuổi võ công lại hơn hẳn lão. Lão căm hận không có sức đập chết ngay đối phương, không ngờ sự hoang đường như thế mà lại có thật. Thiếu nữ áo vàng không chỉ kỳ ảo về chỉ và chưởng, mà cả nội công nàng cũng mười phần thâm hậu. Đã mấy lần tiếp xúc với nội lực, ác quỷ Sa Ngao lão đều không thể vận nội công trấn phái đối phương. Trái lại còn bị nữ nhân xuất âm nhu quá giải, đấu hơn 30 chiêu mà lão không chiếm được một thế thượng phong nào. Lúc này cuộc đấu chiêu thế của hai người đã chuyển sang đấu nội công. Cô bé hô lên một tiếng, bắn ra một viên đạn. Ác quỷ Sa Ngao đang đánh với thiếu nữ áo vàng đến lúc quyết liệt, đột nhiên nghe tiếng gió lộng ở sau lưng. Lão nổi giận, quét tay áo ngược trở ra, trúng vào viên đạn bật luôn về hướng phát ra. Lần này nội lực của lão phản chấn, kinh lực rất mạnh, khiến cho cô bé sợ hãi kêu lên, ối chà. Một tiếng rồi, tay trái buông ra liên tiếp ba viên đạn nữa, đồng thời quát lên, ấy chà, người dám ám toán ta ư? Ba viên đạn trực chỉ sau gáy của ác quỷ Sa Ngao. Ngay lúc ấy, ở trong nội điện chợt phát ra một tiếng lãnh lót của một người lớn tuổi. Chu chu, thật không sai được. Tiếng nói vừa lọt vào tai, một đạo hắc ảnh vụt qua từ trên không bắn vào nội điện, xoay một vòng chớp nhoáng trên nóc điện rồi lại chớp nhoáng bay giọt trở ra. Bóng nhân ảnh này đến rồi đi mau như ánh chớp. Tất cả mọi người từ Trí Thông Đại Sư, Thiên Hạc Tử, Tạ Vô Lượng, Âu Dương Bàn Thạch đến Tri Phong Nhạn rồi Các Phi Bạch, không ai không là đương kim cao thủ của võ lâm, mà chẳng ai nhìn rõ bóng người ấy là ai. Đến khi bóng người lạ đã vụt mất đi rồi, chúng nhân mới nghe tiếng của ác quỷ Sa Ngao dùng nội công phản chấn đánh ngược ba viên đạn về chỗ cũ. Bập bập bập, ba tiếng trúng vào cột rường nhà. Tất cả đưa mắt nhìn lên, nữ hài tử áo lục ngồi trên đó đã mất bóng. Đương nhiên cô bé đã bị đạo nhân như ánh chớp kia cướp đi mất rồi. Gió công của người này quả nhiên là cao lường vô lượng. Chỉ có một mình Nhạc Tiểu Long đứng gần đó là nghe ra tiếng quát lạnh lẽo lanh lảnh của lão nhân, chính là âm thanh của người mà chàng đã gặp ban sáng giữa đường trên núi, chính là Thất Thái Bà. Tất cả qua một phút phân thần, quay đầu lại nhìn hai người đó. Ác quỷ Sa Ngao lại liên tiếp mấy bước lùi về phía sau, nhắm nghiền hai mắt như đang dẫn khí điều tức, còn thiếu nữ áo vàng vẫn đứng yên vị trí cũ. Hai người đã ác đấu hơn 50 hiệp, vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng bây giờ ác quỷ Sa Ngao đã bị chấn động, chân khí tất nhiên là coi như đã bại dưới tay của nàng. Nàng nghiêng qua bên cạnh, vẫn nhìn thấy Nhạc Tiểu Long lấy làm ngạc nhiên. Người chưa đi ư? Chàng đáp, vì sao tại hạ phải đi? Từ sáng đến nay chàng đã gặp liên tiếp mấy chuyện kỳ lạ. Tuổi trẻ vốn tính hiếu kỳ, tự nhiên chàng không muốn bỏ đi. Thiếu nữ áo vàng cười nhẹ lạnh lùng nói, thật là ngốc lắm. Lúc ấy ác quỷ Sa Ngao mới thở ra một hơi thật mạnh, mở bừng hai mắt rồi ảm đạm thốt, thần cốt âm phong thật là lợi hại. Trí Thông Đại Sư chắp tay, Xà lão thí chủ hình như đã thọ thương có phải không? Ác quỷ Sa Ngao lên tiếng đáp, không sao, may mà ta kịp thời phát giác trục âm phong ra khỏi người rồi. Tạ Vô Lượng kinh ngạc, nếu nói như vậy thì cái bóng nhân ảnh vừa rồi chính là
Thất thái bà ư? Thiên Hạc Tử cau mày. 30 năm trước, tứ lão truy đuổi thất thái bà đến Âm Sơn, quyết đấu một trận suốt một ngày một đêm. Cuối cùng bà ta tự biết không thể đánh lại, bèn nhảy xuống vực sâu ngàn trượng. Chuyện ấy là chuyện xác thực. Từ đó trở đi ma giáo tuyệt tích trên giang hồ. Nếu quả thất thái bà chưa chết, tại sao ma giáo lại tuyệt tích giang hồ chứ? Hắc Vĩ Sa ngao hậm hực. Trừ cái lão bà ấy ra, trong thiên hạ còn có ai sử dụng được thất cốt âm phòng? Mà dù là người biết sử dụng đi chăng nữa, cũng không thể nào có công lực đẩy lùi ta mấy bước đến như thế. Lúc nãy lão bị chấn động, bị lùi mấy bước, tự nhiên khen tặng đối phương càng mạnh càng tốt. Vì có như thế mới che đậy được nỗi hổ thẹn của lão. Tạ Vô Lượng gật đầu. Người này đúng là thất thái bà rồi. Cái chết của dân Trung Tẩu ta e cũng có liên quan đến bà ta đó. Lời này của lão quả có phần đúng. Khi xưa thất thái bà bị Võ Lâm tứ lão liên thủ đánh hạ, phải nhảy xuống vực sâu. Nếu bà ta thực chưa chết, chắc chắn không thể không tìm trả thù tứ lão. Từ nãy đến giờ người chưa nói câu nào là Tri Phong Nhạn, Các Phi Bạch của phái Điểm Thương, bây giờ mới lên tiếng. Dân Trung Tẩu tiền bối tự sát bởi một sợi dây giải ngũ sắc, điều này giải thích ra sao đây? Câu này thật có lý, vì toàn bộ chúng nhân khi nhìn thấy sợi dây giải ngũ sắc ấy đều có thể khởi nghi rằng dân Trung Nhạc đã bị ngũ sắc môn, đã từng có lần xuất hiện trong Võ Lâm. Giang hồ năm xưa bức hại, nhưng nếu dân Trung Tẩu chết vì tay của thất thái bà thì không thể có sợi dây giải ngũ sắc này. Nhạc Tiểu Long chưa hề bôn tẩu giang hồ, thường ngày chàng có nghe mẹ chàng kể chuyện giang hồ cũng rất ít. Khi nhắc đến chuyện này, bây giờ nghe chuyện chàng có cảm tưởng câu chuyện rất phức tạp. Chàng ngơ ngẩn nghĩ bụng, mẹ ta nói không sai, trên giang hồ thật là lắm chuyện thị phi. Lúc chàng đang nghĩ ngợi, chợt nghe thiếu nữ áo vàng cất tiếng. Các ngươi nói xong chưa? Ta không có thì giờ nghe các ngươi nói bậy. Trí Thông đại sư lại nói, nữ thí chủ nói đúng đó, chúng ta nên đến Noãn Cát mau lên. Thiếu nữ áo vàng không đáp, xoay thân xăm xăm đi về hướng hậu điện. Trí Thông đại sư nhìn Nhạc Tiểu Long, xin mời tiểu thí chủ. Nhạc Tiểu Long trong bụng than thầm, lão hòa thượng này chắc nghi ta cùng bọn dơi nữ tử áo vàng nọ rồi. Chàng vội vàng thi lễ, xin mời đại sư. Ác Quỷ Sa Ngào nóng nảy, Trí Thông đại sư bảo người đi thì cứ đi mau cho rồi. Thiếu nữ áo vàng bước đi mấy bước, hốt nhiên hồi đầu quay lại cười rất dịu dàng. Chúng ta bảo người đi, người cứ đi theo ta. Chàng muốn giải thích cho nàng hiểu bụng chàng nhưng cảm thấy không tiện, đành bước theo chân nàng. Trí Thông đại sư, Thiên Hạc Tử, Ác Quỷ Sa Ngao liên tục bước theo. Bích Hà Cung là nơi thờ phượng Bích Hà Nguyên Quân, cứ theo truyền thuyết là con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế, nên được sắc phong là Thái Sơn Ngọc Nữ. Đằng sau đại điện có một tòa nhà bài trí rất là mỹ lệ, được gọi là Noãn Cát. Có hai cánh cửa chạm khắc tinh vi, được khép kín bằng hai cái khóa đồng. Bình Nhật không bao giờ mở cửa, tất cả du khách thập phương chưa ai có dịp vào trong. Vì đây được coi là phòng riêng của nữ thần, đương nhiên không ai dám tùy tiện ra vào. Thiếu nữ áo vàng đi trước tiên, nàng quạt nhẹ tay áo, đánh rơi cái khóa đồng, rồi xô cửa tự bước vào trước. Nhạc Tiểu Long theo sau, cũng liền thấy bốn bức bách đều có rõ màng và lụa màu đỏ la liệt, đồ trang trí bằng ngọc ngà châu báu chẳng khác gì một dương cung. Trong các cổ vật trân quý la liệt ấy, giữa phòng là một cái bàn bằng ngọc xanh. Trên mặt bàn đặt một cây đàn cổ và một lò hương. Miệng lò hương tỏa ra một cột khói, mùi trầm hương thơm ngát. Thiếu nữ áo vàng dừng chân đợi tất cả mọi người vào hết trong rồi, mời quyển kiển bên cạnh một chiếc tủ điêu khắc chạm trổ rất xinh đẹp. Nàng đưa tay mở hai cánh cửa tủ rồi lạnh lùng lớn tiếng, các người hãy tự đến lấy các loại vật của mình đi. Trong tủ chia ra trên dưới hai ngăn,
Ngăn trên đựng rất nhiều bảo vật trân quý, ngọc ngà, châu báu. Còn ngăn dưới thì đặt chuỗi tràng hạt bồ đề của Triều Tiên hốt, bằng ngọc trắng, một hồ lô vàng, một bát quái đao. Mỗi vật ấy đều có quấn quanh một dải ngũ sắc và đặt trên một tấm thiếp giấy đỏ. Ngoài ra còn có thêm hai tấm thiếp khác đặt riêng ra, nhưng cũng đặt trên một tấm vải ngũ sắc. Trí Thông đại sư liếc qua nhận ra ngay, đó là chuỗi tràng hạt của trưởng môn nhân, miệng liền đọc một câu Phật hiệu, rồi từ từ bước tới. Đại sư đưa tay lấy chuỗi hạt tràng, tiện mắt đọc luôn dòng chữ trên tấm thiếp. Xin phiền đem cho chính tay Đại Thông đại sư mở ra. Vì câu viết ấy, Trí Thông đại sư không dám tự tiện mở thiếp, bèn cất vào chuỗi hạt và tấm thiếp vào ống tay áo trở về chỗ cũ. Võ Đăng Thiên Hạt Tử tiến lên thu hồi Triều Thiên Hốt. Tấm thiếp của lão cũng viết giống như tấm thiếp. Xin phiền đem cho chính tay của Thiên Ninh đạo trưởng. Thiên Hạt Tử bỏ hết các vật ấy vào tay áo rồi trở về chỗ cũ. Đại Vô Lượng thấy cả hai đều không dám mở tấm thiếp, lão bèn nhận lấy tấm thiếp của mình. Đinh Ninh vì mặt tấm thiếp đề tên trưởng môn nhân nên không dám tự tiện mở ra. Lão đợi cho Thiên Hạt Tử lui về, lập tức bước tới chộp lấy chiếc hồ lô, lắc lắc mấy cái rồi tự nghĩ. Ta đã mất bao năm tinh huyết mới luyện được thành giải độc kim đan, đựng trong cái hồ lô này, nay chưa bị ai động tới. Tấm thiếp của lão có đề, Tạ quán chủ tự tay mở. Lão xé miệng thiếp ra một tờ giấy hoa tiên, chỉ thay viết mấy chữ. Gia hạn cho ngươi trong vòng 3 tháng phải giải tán Lao Sơn phái, rút lui khỏi giang hồ. Tạ Vô Lượng ngửa mặt lên trời cười dài, nhìn thẳng vào thiếu nữ áo vàng. Ngữ khí của tôn sư thật là ngông cuồng đó nhờ. Thân hình của lão tuy thấp bé nhưng tiếng cười lại sang sảng như tiếng rồng ngâm. Rõ ràng là có khí độ của một bậc tôn sư một phái. Tạ Vô Lượng đưa tờ giấy hoa tiên ra trước mắt của Trí Thông đại sư và Thiên Hạo Tử cười gằn. Hai tấm thiếp của đại sư và đạo huynh có lẽ cũng viết đại khái như thế đâu. Trí Thông đại sư và Thiên Hạt Tử đọc lướt qua càng biến sắc. Nếu cũng dơi ngạo khí ngông cuồng thế này, có lẽ lại đem về trình lên trưởng môn nhân. Hai người không hẹn mà cùng rút tấm thiếp ra. Một lúc rồi xé miệng thiếp, quả nhiên trên tờ giấy hoa tiên bên trong viết hàng chữ cũng giống như là hoa tiên của Tạ Vô Lượng. Gia hạn cho các ngươi trong vòng 3 tháng phải giải tán môn phái, rút lui khỏi giang hồ. Chỉ khác nhau là ở chỗ viết hai chữ Lao Sơn được thay bằng hai chữ Thiếu Lâm hoặc Võ Đan. Lúc ấy Âu Dương Bàn Thạch cũng đã tiến lên thu hồi bát quái đao. Riêng phái Điểm Thường thật ra không có mất vật gì, chỉ là lúc trưởng môn Phiên Thiên Nhạn Bạch Trường Thanh đang ngồi luyện công, phát hiện trước mặt của mình có một phong thư được đặt sẵn ở chỗ đó từ bao giờ, buộc lão phải môn nhân tới Bích Hà Cung. Trên giang hồ tên tuổi của Phiên Thiên Nhạn nổi như cồn, tự nhiên bị người ta gửi thư tới lúc nào mà không hay biết. Chuyện này nếu truyền ra giang hồ ắt hổ thẹn không ít, nên lão lập tức sai sư đệ là Truy Phong Nhạn tới nơi ước hẹn tìm hiểu sự việc. Các phi bạch đợi Âu Dương Bàn Thạch thu hồi bát quái đao xong, nhìn thấy trong tủ chỉ còn lại hai tấm thiếp và hai vải ngũ sắc. Bất giác liền bước tới, quả nhiên thấy trên mặt tấm thiếp đề tên đại sư huynh của mình. Lão liền nhận lấy, bắt chước mấy người trước, lão xé liền ra xem. Năm tấm thiếp đều do một tự dạng người viết và ngữ khí hoàn toàn giống nhau. Ác quỷ Sa Ngao cười lớn. Các ngươi là người của chính đại môn phái, vì có môn phái nên đương nhiên bị người ta chú ý. Lão phu đây không hề lập môn lập phái, năm tên tiểu đồ đệ đã chết hết 2, cộng cả lão phu còn trơ lại 4 người, chắc chẳng ai buộc lão phải giải tán Lệ Sơn phái đâu. Nói xong lão tiến lên nhận lấy tấm thiếp cuối cùng, xé ra rút tờ giấy hoa tiên bên trong. Trên tờ hoa tiên ấy viết, sau 3 tháng nữa sẽ quyết định số phận.
Áp quỷ sang ngao xem lướt qua nổi giận đùng đùng, lão giơ cao tờ giấy bóp nát ra thành cám rồi cười ha hả nói: Lão phu việc gì phải nghe lệnh của ai? Thiếu nữ áo vàng lạnh lùng trả lời: Đến lúc ấy người không muốn nghe lệnh chỉ e không được. Ác quỷ xà ngào quát lớn: Quỷ nha đầu, sư phụ của ngươi là ai? Đến lúc cần biết thì tự sẽ biết. Ác quỷ xà ngào hậm hực: Nhưng lão phu muốn biết ngay bây giờ có được không? Ngươi muốn biết ngay bây giờ là việc của ngươi, chẳng can dự gì đến ta. Ác quỷ xà ngào lên tiếng hỏi: Ngươi cho rằng ta không có cách bắt ngươi phải nói sao? Thiếu nữ hơi chu miệng: Võ công của Sa đại tiên sinh ta đã lãnh giáo qua rồi mà. Quỷ nha đầu, ngươi dám khinh thị lão phu. Võ công của ngươi tuy cũng kha khá, nhưng chỉ cần trong vòng hơn 100 chiêu, lão phu quyết bắt được ngươi. Ngươi có tin không? Nàng mỉm cười: Ta rất là tin. Khi hai người đối đáp, Trí Thông đại sư, Thiên Hạc tử, Tạ Vô Lượng, Âu Dương Bàn Thạch, Cát Phi Bạch đã đều bước tới vô hình chung, tạo thành một vòng dây kính thiếu nữ và Nhạc Tiểu Long vào giữa. Họ đều biết rằng mọi chuyện xảy ra đêm nay, chỉ có mình thiếu nữ áo vàng là có thể biết rõ nguyên nhân. Do đó tùy chẳng ai nói với ai, họ đều có ý muốn bắt giữ nàng. Nàng đứng giữa vòng dây của sáu đại cao thủ mà thần thái vẫn yên nhiên, đưa tay ngọc vuốt mái tóc đang quyền, quay lại mỉm cười với Nhạc Tiểu Long: Lúc nãy ta bảo ngươi đừng đi theo, ngươi không chịu tin. Bây giờ ngươi đã thấy rõ chưa? Bọn họ sắp hạ thủ đánh chúng ta đó. Ánh mắt nàng long lanh, giọng nói vẫn uyển chuyển, dịu dàng, rất giống như đã quen biết với Nhạc Tiểu Long từ bao giờ vậy. Nhạc Tiểu Long chưa bao giờ chuyện trò với bất cứ cô nương nào, nên đỏ bừng sau gáy, lòng kêu khổ thầm. Trí Thông đại sư hạ giọng tuyên đọc một câu Phật hiệu, rồi chắp tay giữa ngực: A Di Đà Phật. Nữ thí chủ chỉ cần nói sư phụ là ai, bọn lão nạp đây sẽ không làm hai vị khó khăn gì nữa. Nàng lạnh lẽo: Còn ta không nói chi vậy sẽ gây khó khăn cho chúng ta, có phải vậy không? Trí Thông đại sư bị nàng dặn hỏi ấp úng: Cây đo. Lão vốn là thân phận một cao tăng thiếu lâm, công nhiên áp chế một nữ tử trước đông người như vậy quả là bất tiện, nên không biết nói sao cho phải. Ông Dương Bàn Thạch tiếp lời: Dù cho cô nương không nói, chúng ta cũng có thể suy luận ra. Thế thì cứ suy luận ra thử xem. Ông Dương Bàn Thạch nói: Cô nương là môn hạ của phái Ngũ Sắc, có lẽ không đến đổi sai phải không? Thiếu nữ bật cười: Đúng thì làm sao? Tại Vô Lượng chen vào: Nữ thí chủ đã công nhận mình là môn hạ của Ngũ Sắc, sao còn giấu tên tuổi tôn sư? Các vị đã biết như thế rồi, việc gì phải hỏi han nữa? Ác quỷ Sa Ngao hầm hừ mấy tiếng nói: Chư vị đạo huynh cứ hỏi cái kiểu đó, hỏi tới sáng mai cũng không ra lẽ đâu. Nàng cười nụ: Thế người muốn hỏi kiểu nào? Lão phu đã nói, trong vòng 100 chiêu quyết sẽ bắt được quỷ nha đầu người. Đến lúc ấy còn sợ gì nha đầu không nói? Biện pháp ấy tùy hay thật đó, nhưng tiếc rằng người không có cơ hội. Ác quỷ Sa Ngao cười độc: Chẳng lẽ người chạy thoát được? Thiếu nữ chu môi cười nhạt: Ta không bao giờ thèm chạy. Đột nhiên Thiên Hạc tử tụng câu Vô Lượng Thọ Phật, rồi dục la to: Tôn sư cô nương đã tẩm chất kịch độc vào những tấm thiếp. Câu ấy như tiếng sấm nổ giữa trời quang, cả bọn giật mình xanh xám mặt mày. Tất cả không hẹn đều thử dẫn khí lên kiểm tra trong người như thế nào. Tất cả đều nhận ra đã lọt vào cái bẫy. Thấy đã nguy đến tính mạng, không thể nào buông tha thiếu nữ áo vàng. Cả bọn tuy vẫn hành công dẫn khí, nhưng vẫn phải tập trung phòng bị, song chưởng sẵn sàng đối phó với thiếu nữ và Nhạc Tiểu Long đang bị dây ở giữa. Tạ Vô Lượng lên tiếng trước: Thiên Hạc tử đạo huynh nói không sai, chúng ta đã bị trúng thứ thuốc cực độc. Chất độc này sẽ từ kinh mạch trên tay truyền sang nội phủ. Âm Dương Bàn Thạch bước mạnh lên một bước, hạ thấp giọng xuống: Nữ tiểu tử nếu không nói ra tên sư phụ là đã nhận lấy cái chết đó.
Ác quỷ xà ngào nhấc chưởng lên rồi thét lớn: "Để ta cho nó một chưởng." Thần sắc của thiếu nữ bất động, nàng lạnh lùng nói: "Sáu người các ngươi đã trúng độc chưởng, chưa chắc bảo vệ được toàn tính mạng của mình. Chẳng cần ai động thủ, các ngươi cũng sẽ chết." Tạ Vô Lượng vội vàng đưa ra bình hồ lô vàng lên dốc ngược, đổ ra mấy viên dược hoàng toàn màu xanh biếc. Giải độc kim đan trong hồ lô này của bần đạo chuyên giải các chất kỳ độc trong thiên hạ. Chư vị đạo huynh hãy mau uống đi. Chưa ai có phản ứng gì, ác quỷ xà ngào đã vội đưa tay ra. Không sai, lão phu từ lâu đã nghe tiếng Lao Sơn giải độc kim đan. Lão đạo xin cho lão phu một viên. Truy Phong Nhạn Các Phi Bạch chợt kêu lên: "Tạ quán chủ chậm đã." Ác quỷ xa ngao trừng mắt: "Người muốn nhận thuốc trước ư?" Các Phi Bạch lên tiếng đáp: "Xa tiên sinh lầm rồi. Ý của tại hạ là hồ lô của tạ quán chủ mới thu hồi lại, được coi chừng bị âm mưu của người ta dốc hết thuốc thì có gì khác với mất hẳn. Giả chăng chắc gì là thuốc thật?" Ác quỷ xa ngao rút tay về gật đầu: "Ờ, cũng có lý. Lão đạo sĩ, dược hoàng do ngươi tự luyện có thể nhận ra thật giả không vậy?" Tạ Vô Lượng câu mài: "Cái đó thật khó nói." Vừa nói lão vừa dốc thêm mấy viên dược hoàng ra tay chăm chú quan sát. Chỉ thấy các viên thuốc lớn bé khác nhau đều một màu xanh biếc, chính là giải độc kim đan không thể lầm được. Lão đã chắc chín phần, nhưng câu nói của Tri Phong Nhạn cũng khiến cho lão ngần ngừ. Cứ cầm từng viên đưa lên mũi ngửi, ngửi hít, hít ngửi. Thiếu nữ áo vàng lạnh lẽo nói: "Ta khuyên các ngươi không nên uống thuốc. Độc chất của ta vốn không giết chết ngươi ngay lập tức đâu. Nếu các ngươi uống thuốc mà lầm thì độc chất của ta sẽ phát tác chết liền tức khắc." Ác quỷ xà ngào cáu giận: "Quỷ nha đầu, ngươi dám nhiễu loạn chúng ta. Chẳng lẽ ta nói sai ư?" Tạ Vô Lượng đột nhiên giật bắn người la lên: "Thủ đoạn con tiên tỵ này rất nham độc. Nó đã trộn vào hồ lô không ít thuốc giả. Tiếc thài tâm huyết 10 năm của bần đạo coi như dứt đi rồi." Dứt lời, phẫn nộ giơ cao hồ lô đập mạnh xuống đất. Hồ lô nát ra thành từng miếng. Hàng ngàn viên thuốc lăn tung tóe khắp nơi. Thiếu nữ áo vàng cười cười nói: "Ta nói có sai đâu. Nếu uống lầm độc dược, các ngươi sẽ trách ta không chịu nói trước." Tạ Vô Lượng phẫn uất đến cùng cực: "Câm miệng đi, đây chính toàn là âm mưu độc kế của sư phụ ngươi. Bần đạo không muốn đả thương ngươi, ngươi hãy nói thật sư phụ của ngươi ở đâu đi." Nàng vẫn cười nhạt: "Hiện tại các ngươi không có khả năng động thủ nữa rồi." Trí Thông đại sư lên tiếng nói: "Nữ thí chủ cho rằng với nội công bản lãnh của bọn lão nạp, dễ bị chất độc giết chết sớm thế sao?" Ác quỷ xà ngào hậm hực: "Lão phu không sợ chết, nhưng trước khi chất độc ngấm vào nội tạng, lão phu sẽ cho con quỷ nha đầu này chết dưới chưởng của lão phu."